Ôi đây có máu nữa. Đứng vậy. Máu. Tại đâu cái này cấu gì? Này phải có con câu dài thảy ra sông giữa nè, quăng ra giữa nè, kéo vô mới được. Câu trong mé sao có cá? Có, con vừa thả câu có cấp đây chừng 2-3 mét là có rồi. Này chắc có cá bự nè, sông này im. Cá bự lắm. Nó ngồi đây câu thôi một chút luôn. Im ạ. À. Cái này im ạ. À. Địa hình này im. To có mồi ngon để câu dế rồi thôi trồng lên câu lúc thôi mà tôi kể ông đó ông mua bịch ấu cái gì nhộng á, ông có nghe bịch nhộng 350 để câu cá thôi muốn xỉu. Câu cá không biết lấy được 300 nó không, lấy tiền nó đi mua đồ ăn nhậu chứ. Cái quan điểm của người ta là giải trí nha. Ôi chung kia cá quậy quá trời. Có một cây câu quăng ra tuốt này nè, lấp luôn cá bự ăn. Nè cá chỗ đây lên mà món món cá chê đó. Cần câu đâu? Cần câu quá lớn. Cần câu ông đem về mất rồi mà cha. Rồi sao câu? Ông à, rủ qua đây câu cá mua cần câu. Thầm hôm tôi nhắn ông là mua cần đi mà. Ố tiền đâu mua cần. Tốn tiền lắm. Cần tre đây. Ra đây chặt cái cây nó gắn cái lưỡi câu vô câu. Cá lóc nối. Cá lóc nối á. Lóc nối là mấy con cá nhảy 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 á. Ở đây không biết chứ cổng nó cho làm BBQ không ha. Rủ mấy đứa bạn qua đây câu xong rồi lên. Lên nướng đồ ăn lên đây. Giới thiệu cho chỗ đẹp. Đâu bình thường nướng bên kia hoài gì nó đây. Chỗ nó bị xong á. Nhưng mà mũi lắm. Chiều mũi lắm. Ui, kế hoạch thất bại. Cái này nước này chắc không câu được đâu. Nước này chắc cũng câu được đó. Khu này đẹp ha. Có đường sỏi đi nữa. Đây như quê.